Tại sao chị lại hất chén cơm của em? Tại sao tôi không được làm như vậy? Giờ này đâu phải là giờ ăn cơm. Nhưng mà bây giờ mới 7 giờ rưỡi à, 8 giờ mới vô ca, còn nửa tiếng nữa mới vô làm mà chị. Tôi không quan tâm á là mấy giờ bắt đầu làm việc. Nhưng mà cô đang mặc đồng phục của công ty chúng tôi đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt. Cô hiểu không? Nếu mà em không mang á thì em có sức đâu làm việc cho chị. Nhưng em đâu có làm gì sai đâu chị. Tôi là chủ công ty, tôi không quan tâm nhiều tiếng vậy đâu. Nhưng mà thật ra cơm của cô cũng chỉ có cơm với nước mắm thôi mà. Đúng rồi, cơm của em chỉ là cơm nước mắm thôi. Người như chị á toàn ăn cơm hải sản đồ thôi. Nó nhưng mà nó rất đặc biệt đối với em. Sao mà chị hiểu được cái hương vị của nó đâu. Nếu cô không làm thế với tôi á thì cô chuẩn bị cuốn gói ra khỏi công ty đi. Cô hiểu chưa? Vâng, thưa sếp. Em xin lỗi chị ạ. Này cô. Chào sếp ạ, có việc gì không ạ? Tôi có đặt ít cơm á, với một ít trái cây. Thì có người giao tới, cô nhớ mang vào cho tôi nha. Được ạ, lấy tôi mang lên chợ sếp ạ. Tôi cảm ơn. Ủa chị Huyền, đồ chị nhờ em nhận giùm nè, có rồi nè. À, tôi không cần nữa, cô cứ giữ lấy đi. Ủa, thật sao ạ? Nhưng mà đồ chị đặt mà, sao lại cho em? Giờ tôi phải đi gặp khách hàng, chắc là tôi đi ăn ngoài luôn. Nhưng mà tại bữa ăn ngon không đó chị, cho em thì tiếc lắm á. Không như gì cả, cô cứ giữ lại mà ăn đi. Nếu không ăn á là nó không ngon đâu. Không hả, chị ơi, tại đồ ăn ngon không á. Thôi, đã cho rồi, ăn đi. Thôi, tôi đi nha. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Trời ơi, tại bữa ăn ngon không à. Ngon dữ vậy ta. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ, à, em lỡ ăn trong giờ làm việc. Nhưng mà chị ơi, chị đừng đuổi việc em được không ạ? Nhưng chị có thể cắt luôn em cũng được, phải em như thế nào cũng được, nhưng mà đuổi việc em. Em xin lỗi chị nhiều ạ. À. Này cô bị gì vậy? Tôi vẫn chưa nói gì mà. Chị ơi, chị có còn em làm gì không ạ? Chị ơi, chị đừng đuổi việc em xin lỗi chị nhiều lắm luôn á. Chị có thể trừ luôn em cũng được, phải em bao nhiêu cũng được, tăng ca cũng được, nhưng mà chị đừng đuổi việc em rất thích làm ở đây á chị. Này cô, tôi đã nói là tôi sẽ đuổi việc cô đâu. Nhưng mà thế này là cái gì ạ? Thật ra em mới vào làm, em chưa có biết là công ty chúng ta có quy định là sẽ trả tiền lương trước cho nhân viên. Thật sao ạ? Thật chứ, em cứ cầm về chữa bệnh cho mẹ đi. Chị nghe tin á là mẹ em bị bệnh đúng không? Nhưng mà em đâu có nói với ai về việc mẹ bệnh đâu, sao chị lại biết? Sống tốt lắm mẹ. Ở đây anh chị ai cũng tốt với con hết đó. Con được ăn ngon nè. Con còn được ngủ phòng máy lạnh nữa. Mẹ yên tâm nha. À, mẹ nhớ chăm sóc cho bản thân á. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ nè, đi khám bệnh đầy đủ hết đó. Con thương mẹ nhiều lắm á. Làm phòng lạnh ăn cơm ngon mà như thế này à? Alo Huyền à, em đặt cho chị một ít cam với lại ít yến cho bé lao công nha em. Chị Trinh. À không có gì, chị chỉ đoán vậy thôi. Mà này em cứ cầm lấy đi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Nhớ là làm việc chăm chỉ để xứng đáng với số tiền mà chị đã đưa cho em nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Cố gắng lên. Trời ơi, chị đã tài giỏi xinh đẹp, lại còn giàu có, lại còn tốt bụng với mình nữa. Trời ơi mẹ ơi, không có tiền gửi về cho mẹ rồi nè. Và những khó khăn còn vô để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang.